Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Clickbuy. Mình là Admin Kha đây. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mở hộp cho các bạn một mẫu điện thoại đến từ hãng Vivo. Và đây là dòng IQ. IQ này thì nó sẽ tập trung về những cái tính năng, những cái nhu yếu phẩm mà người dùng cần nhất, đó chính là cấu hình. Và ở đây thì chúng ta đã có ngay một chiếc máy với mức giá chỉ 7 triệu đồng nhưng mà đã sở hữu ngay con chip mạnh nhất đến từ MediaTek Dimensity 1000 Plus với công nghệ 5G nữa các bạn à. Và với cái form đóng hộp từ trước đến giờ của dòng IQ thì các bạn sẽ thấy rằng là nó cực kỳ là hầm hố. Phần vỏ bên ngoài thì nó sẽ có những cái họa tiết carbon như thế này, trông thật sự rất là gaming luôn. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp ra luôn các bạn nhé. Bên trong cái hộp nhỏ này thì chúng ta sẽ có những thứ như sau, bao gồm là một cái ốp lưng này, đi kèm với đó là một tập sách hướng dẫn sử dụng và một que chọc sim. Tiếp đến là nhân vật chính của chúng ta, nhưng mà mình sẽ bỏ qua và mình đi đến cái phần đáy hộp luôn. Bên trong đáy hộp thì dễ dàng chúng ta có thể nhận thấy được đó chính là nó sẽ không có chúng ta là tai nghe. Và ở đây chúng ta sẽ có là một cái củ sạc với công suất tối đa là 11V 4A, tức là 44W các bạn à. Một công suất rất là cao. Đi kèm với đó là chúng ta sẽ có là một cái cáp sạc Type-C nữa là xong. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với nhân vật chính nè. Đến với nhân vật chính thì chúng ta sẽ có một cái kích thước màn hình là 6.57 inch, đi kèm với đó là độ phân giải Full HD. Trên chiếc máy này thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta là một cái tần số quét lên tới là 144Hz. Và cũng chính vì chiếc máy này nó đang sử dụng chúng ta là một cái tấm nền IPS LCD, cho nên là thứ nhất nó sẽ tối ưu được cái giá thành của sản phẩm. Cái thứ hai là cái cảm biến vân tay nó sẽ không được đặt bên trong màn hình mà nó sẽ được đặt ở bên cạnh hông đây. Để nó đảm bảo thêm là về cái thẩm mỹ của mặt lưng nữa các bạn à. Và điều này thì mình thấy là hoàn toàn chấp nhận được thôi. Và cái tốc độ cũng như cái độ chính xác của cái cảm biến vân tay được đặt ở cạnh hông này thì nó cũng không bị ảnh hưởng gì các bạn nhé. Nó sẽ tương đương với lại cái cảm biến vân tay được đặt ở mặt sau vậy. Đi kèm với đó là chúng ta sẽ có đó chính là một cái viền màn hình được xem như là khá là mỏng ở đây. Nói chung là trong phân khúc giá này mình thấy rằng là cái phần viền này nó được xem là phổ thông rồi. Đó, và mỏng như thế này là tương đối. Chiếc máy này thì nó sẽ đánh vào cái nhu cầu thị yếu của người dùng, đó chính là về một chiếc máy mà nó thiên về chơi game. Và trong phân khúc với 7 triệu đồng chúng ta đã có ngay con chip mạnh nhất của MediaTek rồi. Ở đây thì nó sử dụng cho chúng ta là một cái dạng thiết kế là màn hình đục lỗ với camera selfie có độ phân giải là 16MP. Và mình thấy rằng là với cái vị trí mà đặt cái cảm biến camera ở đây thì nó không hợp lý cho lắm. Mình nghĩ rằng là nên đặt ở vị trí bên trái thì nó sẽ hợp lý hơn. Tại vì trong quá trình mà chúng ta thao tác cầm ngang ấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta bấm những cái nút ở trên này. Ví dụ như từ game League of Mobile đi thì chúng ta sẽ bấm vào bên trong bản đồ. Đó, khu vực này khu vực bản đồ các bạn nhé. Còn PUBG Mobile thì thường mình sẽ bắn 3 ngón cho nên nó sẽ rất có thể là ấn nhầm vào bên trong cái cụm camera này. Tại vì là nó gây cho mình một cái sự chú ý nhất định ấy. Nó cũng như là mất tập trung nữa. Còn khi mà mình xoay lại như thế này thì cái phần thịt ngón cái của mình đây, nó sẽ che đi cái phần loa. Đó, đây là một điều các bạn cần phải lưu ý nhé. Nhìn chung thì nó sẽ trông là hơi ọp ẹp một tí. Mình không biết là về mặt trước của chiếc máy này nó sẽ được hoàn thiện bằng kính gì, nhưng mà về cái phần khung viền cũng như là mặt sau của chiếc máy này thì nó sẽ được hoàn thiện từ nhựa các bạn nhé. Đó, hơi ọp ẹp một tí. Tuy nhiên thì về cái độ hoàn thiện thì mình thấy rằng là nhìn chung ổn. Các mép nối ở đây thì nó nối rất là kiểu được liền mạch, nhưng mà khi gõ vào thì các bạn sẽ thấy được cái sự ọp ẹp của nhựa. Đây là một điều mình thấy rất là đáng tiếc. Tuy nhiên thì có lẽ như là cái việc nó sử dụng cái chất liệu nhựa để nó tối ưu cái giá thành sản phẩm là một điều mà mình cũng đáng để chúng ta cân nhắc. Tại vì ở đây chúng ta đang có một mức cấu hình rất là mạnh rồi. Cạnh bên trái của chiếc máy này thì chúng ta sẽ có là một khe để lắp thẻ SIM. Con này thì có thể lắp được 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Bên phải thì sẽ là một cụm phím tăng giảm âm lượng này và một phím nguồn có tích hợp cảm biến vân tay. Bên trên thì chúng ta sẽ có là một cái macro và bên dưới thì chúng ta sẽ có là một cái jack tai nghe 3.5 này, một macro, một cổng sạc Type-C và một loa ngoài. Con này thì nó sẽ không có cho chúng ta là loa kép. Nhưng mình nghĩ rằng là trong phân khúc giá này, đối với lại những chiếc máy mà thường nó sẽ không được trang bị loa kép, cũng như rằng là nó có cái mục tiêu hướng đến cái đối tượng là chơi game, thì rõ ràng nó sẽ để lại cho chúng ta cái jack tai nghe 3.5. Cho nên đây cũng là một cái điều mà mình thấy là bù trừ hợp lý. Cái việc mà trang bị loa kép nó sẽ đắt đỏ hơn khá nhiều so với cái việc đó chính là để lại cái jack tai nghe 3.5 truyền thống ở đây. Đó. Mặt sau của chiếc máy này thì chúng ta sẽ có là một cụm 3 camera sau, bao gồm là một cảm biến chính với độ phân giải là 48MP, một cảm biến góc rộng 8MP và một camera macro 20MP. Con này thì nó thiết kế một cái cụm camera rất là đặc trưng rồi. Nó sẽ giống tương tự với lại trên cái chiếc IQ U1 vậy. Tuy nhiên điều mình khó hiểu trên cái chiếc IQ U1 có mức giá khoảng hơn 4 triệu đồng như thế nhưng mà nó lại không có camera góc rộng các bạn à. Nó cũng có một cụm gồm 3 camera như thế này nhưng mà nó chỉ có là một camera đo chiều sâu cũng như macro. Điều này thì mình thật sự rất là tiếc luôn. Về mặt lưng của chiếc máy này thì mình thấy rằng là cái hiệu ứng thị giác của nó cho ra là rất tốt các bạn nhé. Nhìn chung thì cũng rất là bóng bẩy và đẹp đó, mặc dù là chỉ được hoàn thiện từ nhựa thôi. Còn về phần cấu hình thì chúng ta sẽ có là một cái option bộ nhớ thấp nhất với 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Đây cũng là một điều khá là thoải mái trên cái chiếc máy này. Về phần bộ nhớ thì mình nghĩ rằng là không chụp chuyện, không quay video thì gần như là cái việc mà cài game cho chiếc máy này ấy, nó là một điều rất là dư thừa. 64GB đã thấy là rất là đủ rồi. Nhưng mà con này lên tới là 128GB, cực kỳ là thoải mái cho các bạn luôn.
Về phần pin của chiếc máy này thì nó sẽ có chúng ta là một viên pin với dung lượng là 4500mAh và nó hỗ trợ công nghệ sạc nhanh lên tới là 44W các bạn à. Wow, và theo như nhà sản xuất công bố thì nó sẽ có thể là sạc đầy 50% pin trong vòng 23 phút. Đây là một chiếc máy giá rẻ nhưng mà mình thấy rằng là nó có một cái mức cấu hình cực kỳ khủng các bạn à. Đi kèm với đó là một viên pin cũng lên tới là 4500mAh. Cực kỳ là phù hợp với những bạn nào là đang muốn try hard cho những tựa game mà có mức cấu hình đồ họa đẹp ấy, thì thật sự rất là phù hợp luôn. Còn chip này thì về mặt điểm số AnTuTu thì nó sẽ cho ra tương tự như là trên con chip Snapdragon 845 rồi các bạn à. Đó, và trong quá trình test game thì mình thấy rằng là cái hiệu năng của nó hiện tại vẫn chưa là ổn định cho lắm. Có lẽ là tại vì chip mới cho nên nó vẫn chưa được tối ưu. Tuy nhiên thì nếu như các bạn lựa chọn những chiếc máy là sử dụng chip Snapdragon Ryzen 7 cũng như là sử dụng con chip Dimensity 820 5G thì nó sẽ ổn định hơn. Mặc dù là 820 nó thấp hơn một tí nhưng mà nhìn chung thì cái trải nghiệm cho ra vẫn rất là tốt các bạn nhé. Và đối với lại một thiết bị IQ như thế này, một thiết bị đến từ Vivo, thì các bạn có thể là tùy chỉnh cái phần theme để nó giúp cho chúng ta có một cái theme đồng bộ hơn, thay vì là nó theo kiểu là kiểu nói chung là nó giống như là rau trộn như thế này các bạn à, nhìn rất là lộn xộn đó không nào. Nhưng mà để có được một cái bộ theme đồng bộ cũng như là một cái phần phong nó không bị lỗi như thế này thì các bạn có thể vào bên trong cái phần iTheme đó, sau đó là đăng nhập vào. Nó đăng nhập vào chứ nó không cần tài khoản đâu các bạn nhé. Đó, trong này thì các bạn sẽ lựa chọn chủ đề. Đầu tiên là chúng ta sẽ lựa chọn cái chủ đề mà có những cái ô vuông nó đồng bộ như thế này. Đó, trong nó sẽ hiện đại hơn rất nhiều. Rồi sau đó là các bạn sẽ tiếp tục quay trở lại cái mục iTheme và chọn cái phông chữ thứ hai đây, có vẻ là đậm hơn. Sau đó các bạn áp dụng thì đây là phông chữ nó rất là classic luôn. Như vậy thì cái phông tiếng Việt nó sẽ không bị lỗi nữa. Và trên chiếc máy này mặc dù là khi chúng ta mới mở máy lên nó được cài rất là nhiều cái app chung nhưng mà các bạn vẫn có thể là dễ dàng xóa được nhanh gọn luôn. Con này thì nó có thể hỗ trợ là đó, chọn trực tiếp nhiều app để gỡ luôn như thế này, cực kỳ tiện và nhanh luôn đúng không nào. Và đây là những gì mình gửi đến cho bạn trong video của ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc IQ Z1 này thì xin hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận video nhé. Một chiếc máy thuộc phân khúc giá 7 triệu có tần số quét màn hình là 144Hz, đi kèm với đó là con chip Dimensity 1000 Plus mạnh nhất của MediaTek ở thời điểm hiện tại, thì các bạn nghĩ sao? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.